Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube JK Audio. Và ngày hôm nay là ngày ấn tượng và chắc cái ngày hôm nay các anh em cũng sẽ không quên được. Trong ngày mùng 10 tháng 10 ngày hôm nay thì bên tập đoàn WeWork tiếp tục phân phối thêm một mẫu. Phải nói là ngày hôm nay ra mắt là một cái ngày đặc biệt về cái mẫu loa siêu trầm có model là S1800 do tập đoàn WeWork phân phối thị trường trong nước. Và hiện tại công ty JK đang là đại diện cho cái thương hiệu này. Hôm nay em sẽ trực tiếp mở hộp vì vừa nhận được về thôi. Đó, vừa nhận được về sẽ mở hộp luôn cho anh em xem cái hình thức, cái chất âm. Theo những cái thông tin hình ảnh rò rỉ của hãng đưa về thì cái phiên bản này nó là phiên bản được bảo vệ tuyệt đối từ kể cả bát cho đến lỗ thông hơi. Và đặc biệt là bát gân vải tầm dầu. Ổ đánh sẽ có một cái độ chất nhất định cho anh em nhé. Ok, xin mời các em đến với cái màn tập hộp. Thì trước khi mà có cái sản phẩm này về thì hãng cũng đã mail và gửi hình ảnh và thông số cho bên chúng em để nghiên cứu, cũng như là khi nhận được hàng sẽ không bị bỡ ngỡ về sản phẩm. Và ngày hôm nay mới có hàng chính thức về, em mới công bố các anh em luôn. Đó, quá tuyệt vời. Tiếp tục bỏ cái lớp siêu ra cho anh. Wow, không ngoài dự định của em, vẫn là màu sơn đen sần với màu đúng cái độ đẳng cấp và cái sự gồ ghề gân guốc, gọi là cơ bắp của đậm chất Mỹ của con trầm này. Ok em à, xếp gọn vào đi lấy cho anh cái thước để đo chi tiết cụ thể cho anh em xem luôn. Em đánh giá cao về cái phiên bản này, nó vẫn có một cái lỗ thông hơi và hai tay xách hai bên. Em rất thích cái phong cách kiểu này vì nó sẽ giúp chúng ta có thể là dựng được cả một cái loa full lên. Chúng ta có thể để cái cọc trống và loa full lên bên trên để chúng ta đánh kiểu dạng sự kiện, đánh ngoài sân vườn đấy. Như em cũng đã từng nói và em cũng đã thích cái thiết kế này. Đối với các anh em mà e ngại về những cái dòng trầm mà có cái lỗ thông hơi hở mà bị chuột chui vào thì đây, xin mời các anh em đến với cái phiên bản S1800 này đây. Bảo vệ tuyệt đối cho hai cái lỗ thông hơi phía trước. Và đặc biệt em sẽ zoom máy lại gần, các anh em có thể nhìn thấy đây ạ, gân vải tầm dầu. Đây, riêng súp gân vải tầm dầu thì đánh rất chắc tiếng rồi. Độ bền cao, hàng chính hãng của WeWork này. Đo kích thước, em sẽ đo kích thước cho các anh em luôn. Em ơi, lấy kích thước đo cho anh. Đầu tiên là chiều cao ạ. Chiều cao của con S1800 này là bao nhiêu? Là 57cm. Đấy, chiều ngang phủ bì 50 ạ. Và chiều sâu đỉnh nhất, lấy cái đỉnh nhất cho anh. Bao nhiêu ạ? 55. Có nghĩa là chiều cao của nó 58, chiều sâu 55. Em đang lấy cái đỉnh vì cái đỉnh là đỉnh vòng cung này, đỉnh uốn lượn sóng này. Đấy. Và chiều ngang là 50. Với cái thiết kế tay xách hai bên, cọc chống loa phun ở giữa, đặc biệt là sở hữu cho mình cái con bát 40 gân vải tầm dầu. Bát mặt phía trước có hai lỗ thông hơi, cũng như là bảo vệ tuyệt đối bằng cái tấm e căng bằng thép, và chính giữa là cái logo WeWork. Chúng ta nhận diện thương hiệu rất là nổi tiếng và yên tâm tin dùng anh em. Tất cả những cái này nó thể hiện luôn cái sự hầm hố mạnh mẽ, cái tiêu chuẩn của người Mỹ. Mặt sau thì vẫn sử dụng những cái công nghệ cao cấp nhất hiện nay, như là công nghệ làm mát bên trong, như là quạt và keo tản nhiệt phía bên trong, và tích hợp đèn trong công tắc này, dây nguồn, tích hợp cầu chì, volume. Có cái hay của cái dòng năm nay, cái phiên bản cũng như là cái công nghệ năm nay là nó có cái đường out ra. Đương nhiên là các anh em có thể link sang một thiết bị khác, như là link sang thêm một cân trầm nữa qua đường out này. Và đây đường in và đây đường out ra. Model WeWork S1800 với phiên bản này cho công suất là max lên 1000W. Tần số đáp tuyến cũng như là cái cắt giải tần số của nó sẽ cắt sâu xuống đến 20Hz và 150Hz. Sở kháng 8 ohm. Kích thước cụ thể thì ở đằng sau đây. Trọng lượng toàn phần của nó là 35kg. Đây là những cái mà thông tin và cái thông số của cái mẫu này rồi. Rất đẹp các anh em ạ. Hình thức đẹp. Theo em thì cái phiên bản này là đời cao cấp này. Phiên bản này là đời cao cấp. Cao cấp hơn S2 1500. Thậm chí cao cấp hơn cả S2 1500. Ngày trước mà cái dòng ngày trước thì nó lại có một cái điểm yếu là lỗ thông hơi bị hở, nên anh em rất lo ngại vấn đề chuột bọ chui vào. Nhưng đây ạ, đây là cái phiên bản mà anh em sẽ yên tâm sử dụng hơn, thoải mái không lo về vấn đề chuột chui vào cắn dây, cắn
gân, cắn màng nhện. Đấy, gọi là cắn nhện ở bên trong, cắn dây hay là cắn bát. Nói chung là sẽ được bảo vệ tuyệt đối, rất chắc khỏe. Em sẽ đi vào test nhạc luôn anh em. Không cần tháo, không cần phải tháo. Anh em có nhìn xuyên qua được rồi, không cần phải tháo. Em sẽ đi vào test nhạc luôn để anh em chúng ta cùng lắng nghe và thẩm âm cái chất lượng của cái con súp.